Hello, xin chào các bạn, mình là Phong. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy mài 125 quản máy guitar. Với mẹ sản phẩm của cái bộ sản phẩm này là DGA518RTE nha các bạn. Thì đầu tiên đi kèm với máy thì có những gì? Đi kèm với máy thì đầu tiên hãng cho ta chúng ta một cái catalog và một phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Thứ hai là một cái ốp trắng đá và một cái tay cầm phụ nha các bạn. Đây, được ốp trắng đá, được bọc cao su để chúng ta cầm nắm không bị sợ chân giật tay. Đấy, và có in logo in dập nổi luôn nha các bạn, khá là đẹp. Đây là phần bộ phận ốp trắng, đấy đó là chất lượng. Tiếp theo đó là một cái đá mài 125 và một cái mỏ khóa đá được đi kèm với máy nha các bạn. Tiếp theo là hai pin và một sạc. Thì cục pin này sử dụng pin 18V và máy này sử dụng pin 18V với 5.0A nha các bạn. Như các bạn thấy thì bao bì đây rất là chắc chắn, và cục pin này thì có hiển thị đèn nha các bạn. Đấy, có hiển thị đèn, và nó cục pin này thì có dấu sao, các bạn có để ý cái dấu sao là cục pin mới của hãng nha các bạn. Và cục pin này xài rất là chất lượng và rất là trâu. Tiếp theo đó thì cục pin này với mẹ sản phẩm nó là VL1850B với 18V 5.0A và 90W nha các bạn. Đấy, sạc và tem cảnh báo mình cũng dưới sâu. Tiếp theo thì cái bộ phận tiếp theo là cái bộ sạc nha các bạn. Bộ sạc này sạc được cho pin 14-18V và có mẹ sản phẩm là DC18RC nha các bạn. Đây là bộ sạc khá là chất lượng nha các bạn. Đấy, xài khá là chất lượng và có đèn hiển thị. Đấy, toàn bộ đèn hiển thị phân biệt chúng ta rõ ràng nha các bạn, rất là chi tiết. Và logo Makita và có mã QR phía sau để chúng ta phân biệt được hàng thật và hàng nhái nha các bạn. Và tiếp theo, sợi dây điện thì dài 2m và hai chấu, sử dụng dòng điện 220V để sạc dùng điện gia đình. Thì bên mình cũng có bán lẻ những cái phụ tùng như là bộ sạc hay là pin hay là thân máy đều có bán lẻ nha các bạn. Thì nếu các bạn có muốn quan tâm thì tiếp theo mình sẽ nói về phần thân máy. Thì phần thân máy này có mã là DGA518 nha các bạn. Như các bạn thấy thì con máy này khá là chất lượng và rất là đẹp nha các bạn. Đấy, đó các bạn, đây là công tắc bóp nha các bạn, có khóa an toàn. Tiếp theo thì con này xài phần vỏ được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp của Makita, logo được in nhập nổi khá là đẹp nha các bạn. Phần thân máy như các bạn có thể thấy thì màu đen, đây là phần cao su được ốp toàn bộ phần thân máy giúp chúng ta chống bị va đập nha các bạn, sợ hư máy. Và nó có tác dụng ưu việt nữa là cái ưu điểm của nó nữa là cái phần cao su này giúp chúng ta cầm nắm không bị sợ chân trượt tay nha các bạn. Đấy, khi dính mồ hôi tay và dầu mỡ. Và tiếp theo thì cái bộ phận điều tốc. Bộ phận điều tốc thì nằm phía sau, có 5 chế độ từ số 1 đến số 5. Có hiển thị ở bên hông máy là từ số 1 là 3000 vòng trên 1 phút vòng quay cực đại nha các bạn. Và số 2 là 4500 vòng trên 1 phút. Số 3 là 6000 vòng trên 1 phút. Và thứ 4 là 7500 vòng trên 1 phút. Tiếp theo thì mức thứ 5, mức tối đa của nó là 8500 vòng trên 1 phút nha các bạn. Và sử dụng đường kính đá 1-25 với dòng pin 18V. Đấy, con máy khá chất lượng nha các bạn. Nếu các bạn thấy thì xài những con máy pin thì chất lượng hơn xài máy điện nha các bạn. Tránh bị những trường hợp bị cháy nổ hoặc là sử dụng bị không an toàn. Con này thì xài khá an toàn, xài đồ pin thì khá an toàn hơn điện nha các bạn. Và nó giúp chúng ta khi sử dụng trên những cái môi trường như là không có điện hoặc là môi trường mà mình xài máy pin thì nó tốt hơn máy điện và nó ưu việt hơn. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn cái con máy mài 125 của Makita với mã của bộ sản phẩm này là DGA518RTE. Nếu các bạn có thắc mắc thì muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm này, hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu các bạn thấy video mình hay thì là một like, một subscribe để các động lực review những sản phẩm chính hãng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.